Điểm đó người ta bằng mua dai trách mà. nhiệm. Đúng rồi, con sư phụ nha, hồi xưa thì con sợ chết, nhưng mà từ hồi sư phụ dạy đến giờ thì con cái chết là chắc chắn, cho nên con không có sợ nữa. Dạ. Sư phụ cho con hỏi là cách sẵn thì nắm là có một tôi nó bằng nhau nó tìm con á, bằng nghe hàng rau bằng tống vô. Bất khuya là một giờ sáng á, là tống vô cái hàng rau cửa tìm con. Thì cái ông đó ông đã điền viện liền. Thì chiều hôm qua ông mất là con có cần làm chi này cái tìm con không sư phụ ha? Tức là một giờ sáng. Dạ. Bằng trước ngoài đường. Đâu đừng làm, con làm cái nó không quen tới hoài dạ, đâu. Dạ, vậy rồi con hỏi sư phụ ngươi hẳn phải mà. Là chết ngay cái chỗ đó. Theo thua đó là gì? Dạ. Nhưng mà anh bắt thì anh điều với dòng linh á thì hỏi ông lại một cái. Dạ dạ. Và sư phụ nó khỏi. Dòng linh nó cũng như homeless, chân chó nó ăn là nó tới ăn hoài. Bữa nào con quên cho nó ăn làm cho con bị gãy chân để nhớ nó. Trong đồng với ăn rau. Dùng ngược lại mình làm hostage. Dạ. Của quyền mình cũng như ăn vậy. Mà nhẹ hơn chút. Dạ. Đừng là đơn mê rỡ vậy. Dạ, dạ. Con chỉ lấy cái nhang khấn cho nó đi thôi, đừng cho nó ăn. Khấn tức là nó biết mình, biết nó đó. Dạ. Rồi ông cho sống hoàng, sống thiền, chết oan. Thôi mong ông đi về gặp với Chúa, đại số tụi nó đạo Chúa phải không? Dạ. Vậy thôi à, đừng cho nó ăn vậy. Cái bánh không cho nữa. Dạ, dạ, dạ. Vì ba cái nhang lại. Họ đã vô bệnh viện thì hôm qua họ nói là mất buổi chiều chứ không phải mất đợt. Dạ. Con quan tâm lắm vậy á, coi chừng mấy con cẩn thận. Con phải la ghê quá hả? Dạ, ghê lắm trên mua. Ngày nào cũng thích bắn, đã bắn. Cách đó con phải la ngay nào cũng bắn quánh đỏ hết á, phải ra. Cái thời xã hội này nó ghê quá. Dạ. Xã hội của Việt Nam gì cũng ghê nữa. Dạ, bữa nay giống như đi lại xe mà ngay cái đèn đỏ ha, khách con dừng ngay đèn đỏ thì hằng tới mà hằng đập kiện lại sách tiền everyday luôn. Chứ ông tới nhà ông Lê Bình Dương, cái chỗ đó là full security mà người ta, cái Starbucks cái bên người ta bước ra bước vô, mà người mua Starbucks ra đứng thấy mấy đèn nó đập cửa người ta cũng lén lén vô xe ta dọn, ta cũng không dám làm gì nữa, giống như ta sợ nó luôn rồi đó. Tức là không có kêu cảnh sát cũng chẳng làm gì luôn, để là an thân luôn. Bây giờ ốc lên nó vậy. Khách của con là giật lại, bữa sống hằng lại sống ra, hằng chị sống ra với khách con không làm. Bữa ngày luôn á sư phụ, everyday luôn. Sư phụ ơi, tại vì bệnh nhân của con, cái anh đó, anh là cảnh sát của San Jose. Chính ảnh cũng nói là cảnh sát bây giờ không đủ cảnh sát. Ngay cả có tiền cũng không kiếm được cảnh sát. Sau cái trận mà sau khi bầu cử năm 2020 nữa là bắt đầu người ta thấy nản rồi, người ta không muốn gia nhập cảnh sát nữa. Chính thì nói nó còn nữa. Cái mục đích chính là gì không biết không? Bữa nay ông Trump là chính thức được ứng cử tổng thống của ông Trump. Sẽ ra đấu với con mèo. Thằng mèo nó mù mù. Thì con nghĩ con cọp thắng, thằng mèo thắng. Thứ nhất, thứ hai, tại sao con mèo nó phải dùng những chính sách defend Buddhist và đồng thời nó 1.000 đồng không có tội phạm, rồi những tiểu bang Texas con mua súng con dắt người cũng giống như dắt khúc cây, không ai cản trở con, lại không có tội phạm. Còn tiểu bang Cali á, đủ luật hết trơn, nó vô nhà mình á, trừ khi nó tấn công mình mới được bắn nó, còn nó quay lưng cũng không được bắn nó nữa. Nghe là sao? Tức là nó cố tình cho tội phạm để làm chi? Để nó lấy cái lá phiếu thôi, mục đích nó chỉ là lá phiếu thôi, còn nó bất chấp thủ đoạn để mà nó diệt luôn cái đảng Cộng hòa không còn tồn tại ở nước Mỹ, chỉ độc đảng là đảng dân chủ. Mục đích cuối cùng nó là vậy, chứ không phải nó ngu, nó không biết đâu không. Nó làm chuyện động trời, giống như là nó thay vì nó chia ra hai quốc gia, bên giống như thời 800 mấy thời Nam Bắc Mỹ chiến tranh vậy, nó không có chia nữa, mà giờ chơi vậy đó, dùng mưu kế chơi giống y như thời xưa vậy. Cách đây khoảng 10 năm trước, nữ thần tự do là mẹ của châu Mỹ, sư phụ nói chuyện được với mấy mẹ, tức là Việt Nam mình hay thờ gọi là mẫu năm châu á, thì cái mẹ châu Mỹ tóc vàng đẹp lắm, hiện về ngay trong nhà buổi chút, lúc đó sư phụ ngồi đó, cái mẹ mới nói là thái tử có biết nước Mỹ này cũng có cái nghiệp của nó ác quá, tạo xúc tạng cho ta bắn mà sao mấy, mà đừng tưởng mà anh thành ở đằng sau suối
giống như tổng cục 2, tổng cục 5 mới suối mấy thằng ở Mỹ đâu biết gì đâu, nhận theo lệnh làm theo mission. Bộ trưởng trời Phật không biết hả? Cái thằng làm thì dĩ nhiên là bị ở trên chảm. Cái thằng kia là chảm cả dòng họ nữa đó, ở trên biết hết. Chứ đừng có tưởng âm thầm rồi cái nhắn cái tin cái lợi dưới này người ta không biết. Vậy mấy thằng mafia có thằng nào sống thọ đâu. Thì lúc đó mẫu mới nói nước Mỹ này á thấy nó vậy nhưng mà nó là đại nên sẽ bị chia làm đôi. Vì hồi xưa bắt Mỹ đen á làm nô lệ, bữa nay á giống như cái nghiệp mà cái gì bất cứ cái gì nó cũng có cái nghiệp của nó đó. Cái thụ nghe vậy cái thụ buồn, tại vì thụ từ bi mà cúng trần cái gì cũng dễ xúc động á. Cái thụ mới nói vậy có cách nào để cứu vãn, tại vì lúc đó thụ cũng chưa có hiểu sâu về chính trị hay là thiện với ác, hiện giờ là giữa thiện với ác, chánh với tà đang đấu nhau, thụ cũng chưa có rành nữa. Cái thụ chỉ nói con qua đây hồi nhỏ dầu sao á cái thành phố này nó giúp cho con có công việc làm có một chút tiền rồi bắt đầu mới mua núi rồi làm từ thiện, chứ con ở những quốc gia khác đâu có thể nào mình có Thiên Long Sơn vậy được. Cái mình cũng phải mang ơn cái nơi cho mình tạm dung. Nói là thì giống như mình phải khấn, lúc đó thường mới khấn xin cha, tại xin cha thì cha là người quyết định cuối cùng. Cha cũng giống như là tối cao pháp viện, giống như bác Trọng hay là ông Biden, ông Trump vậy đó. Cha ok là ok. Thì hồi mới xin cha là cho nước Mỹ đừng có chia đôi. Thì từ đó cho tới ngày hồi mà 1 tháng 6 là mới có George Floyd, có Black Lives Matter. Trời ơi sao hồi xưa mấy vị nói sao giờ trúng hết trơn. Xém chút xíu chia đôi á. Tại nó đòi chia tiểu bang Texas ra đó. Cái nhưng mà nhờ thù khẳng khẳng cái nước Mỹ hiện giờ á, tuy là nó không có chia đôi nhưng mà nó cũng phải trả một cái nghiệp gì. Thì bây giờ nó con thấy là kinh tế đi xuống, bullet defund tội phạm lên, cho nên mấy cái này là nghiệp hết. Con thấy trắng nó đen, đen nó trắng, nó coi luật pháp ra gì, nó coi trời Phật chẳng ra gì luôn. Ông Trump bị thưa gần 200-300 cú. Nhưng mà những cái người mang sứ mệnh của trời đó, người phàm không có hại được. Người nào hại người đó sẽ bị mất xác mất hồn, bị đọa địa ngục là thời nay là tội nhỏ thôi. Còn những cái người mà chống lại với lệnh trời đó, là mất xác mất hồn tại cái thời kỳ cuối đó. Không phải những cái nghìn năm gì trước, 100 năm gì trước. Cũng giống như Thiên Việt này là của cha lập ra, nó giống như Thiên Tâm vậy, do Thượng Đế lập ra. Người nào mà có khởi tâm đi sẽ biết. Không phải là thua mấy hù. Chủ phụ là người vô tư lắm, nít học lớp 4 mà biết gì, nhưng mà làm theo lệnh thôi. Để cúng 4,5 triệu đảng viên mà người nào mà ngăn cản người đó sẽ không bao giờ, dòng họ và cái bản thân người đó không bao giờ có tương lai. Chủ dám nói một câu, xung quanh chủ phụ chết cả mấy nghìn thằng đó. Thấy là tụi nó mấy gì nói bữa giờ rất nhiều người nó đâu có ưa mấy thằng từ Việt Nam á. Không ưa Thiên Tâm á, đi kiếm chuyện rồi đó. Cái gì nói bị phạt quá trời lắm, đột tử á. Chỉ có người vô minh á, họ không có biết trời không biết đất, họ làm liều. Thì làm liều thì cũng giống vậy như cái gì, giống như Biden mà đụng với ông Trump vậy đó. Con mèo bây giờ đụng với con cọp. Giống như vậy thôi. Thì nước Mỹ không có bị chia đôi. Thì bây giờ mình mới còn ngồi đây nhiều lắm. Con sống hai thế giới, rồi con tiếp cận được hai thế giới. Cái thế giới bên kia mấy chư Phật với hồi Hồng Thiên Sông Lúc dạy cho phụ nhiều. Thế giới này chỉ dạy cho phụ làm ba cái gì mặt thôi. Chứ có ai dạy cho phụ gì đâu. Nhưng mà đó là những cái khổ dạy cho phụ, cái kinh nghiệm đời sống nó khổ mới thương nhân loại. Rồi khi từ không có gì thành ra có đủ thứ, rồi không chấp theo cái đủ thứ, buông hết. Như Phật Thích Ca xưa vậy, buông hết. Có cũng như không, không cũng như có.
ăn nhà hàng 6 sao cũng giống như ăn chén cơm nước lạnh vậy. Tới cái bộ là cái này là chỉ ăn để sống chứ không có màng tới sống để ăn. Mà luyện được cái đó gọi là mình biết. Đồng thời mình biết bộ đang là làm nhiệm vụ cứu, không phải là cứu cái trái đất này, cứu nước Việt nha, cứu nguyên cái địa cầu này, và chuyển cái địa cầu này thành ra một cái cách sống mới, chứ không phải là bình chuyện bình thường chỉ riêng nước Việt, nước Việt là bé tí thôi. Còn xoay chuyển nguyên cái địa cầu này một cái công thức mới để mà sống quan trọng lắm. Giống như họ kêu để dành lương thực, rồi thụ lúc trước thụ hai ca các bạn chuyện một đêm khuya đó, chuyện một đêm khuya nghe tiếng nổ nổ bàn trời đó. Thì bây giờ con thấy không, mỗi một 15 phút có một đứa nhỏ ở ở Hamas nó bị chết, thấy khủng khiếp không? Rồi có phải là bây giờ mỗi một phút không có đồ ăn không? Tại tiên tri mấy vị nói là gì nè, thường thường á không ngồi mấy vị bàn luận đó, mấy vị nói con lên mạng nói người ta chuẩn bị đồ ăn, sẽ có chiến tranh, sẽ có chết, mấy vị chỉ nói như vậy. Cái xưa mới hỏi là nước Việt hay nước nào, mấy vị á là cả toàn thế giới đúng không? Nhưng mà tự vì sư phụ nói tiếng Việt mà, thì nước Việt cũng sẽ bị giống như là Hamas vậy đó, không phải là không bị đâu. Bây giờ thấy ở Việt Nam á, bữa nay nè ở ngoài Huế nó có dị tượng á, đóng mặt trăng á, với Hà Nội có hai cái mặt trời đúng không, rồi Đà Nẵng cũng có hai cái mặt trời nữa, ghê không? Thì bữa nay bác thử mình á lùi một bước để tiến ba bước, tại vì bên Thiên Việt mà cái đảng mà của do bờ trên lập ra đó là chứa những người, cho những người thuận thiên bước vào, có hiểu không? Thì nó mới có sự lẫn lộn, nó mới đem một cái dân tộc hòa bình. Nó không có thể một đảng Việt Tân hay đảng Hoàng Tử Minh hay Quốc Dân Đảng hay là đảng gì gì Mỹ, nó vô nó giết nhau làm sao? Phải có người hữu đứng giữa không, làm cục độn để cho tụi mày đánh vô mặt tao chứ. Nhưng mà cái đó là mấy vị nói là nó không có cái luật lệ. Thì vị hữu đã thuyết phục bữa giờ cả năm trời mấy ông HO, bây giờ mấy ông xìu rồi. Thiệt nó đúng á, không thù nữa. Chứ có ai làm được chuyện này, cho hội đi miền Nam gọi lý đây, mấy ông bây giờ ok á. Thôi hồi xưa chửi dữ cộng lắm, giờ chắc bớt rồi. Ông bố rồi nữa, mại rồi, xưa chửi dữ lắm, giờ bớt rồi. Xuống dưới sư phụ nói chuyện rõ ràng. Bây giờ mình lúc này là ông Trump ông lên, ông không thể nào để một nước Việt Nam cộng sản duy nhất trên thế giới. Tuy là bề trên biết hiện bây giờ những cái người mà đang nắm chức vụ họ đang tìm muôn phương nghìn kế, cả trăm kế, cả triệu kế luôn mà nói vậy đó, không bao giờ bỏ đảng. Cũng giống như con vậy, đang mỗi ngày ngồi chơi giống như lát phơi gái để tiền máy vô bon 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 4-7 mà con có chịu ngưng không? Lòng tham thì họ cũng vậy thôi, họ không có cần biết là cái chuyện gì ngày mai. Nó cũng giống như con khỉ mà ham ăn kẹo á, cứ thọt tay vô ăn vậy đó, ăn ăn đến đó mà chết luôn vậy đó. Việt Nam gì ở trên biết sao không biết, thì họ cứ theory thôi, giống như cái tâm của mình có dạng luật sư chổng, nghĩ là giữ được đảng cách này cách kia. Thôi kiếm người qua ám sát Kiệt nghe nó nguy hiểm, Kiệt này là cứu đảng viên mà nói mình nguy hiểm, ngu dễ sợ. Bây giờ dân lại không ưa công an, mà một cái bức tường Bá Linh á, giờ bức tường Hà Nội mà ngã, dân nó tới nó gõ cửa, nó phải như ở Mỹ đâu. Trời ơi, ông nào làm chức gì ở nhà nào, dòng họ làm sao nó biết hết đúng không? Trời ơi, bởi nó rành lắm, người Việt Nam mình đâu như người Mỹ. Rồi nó nghĩ nó không gõ cửa hả? Nó không có bỏ xăng vô chai, nó ném vô nhà hả? Ai cứu? Thiên Việt cứu thôi. Vậy thôi mà bây giờ mấy ổng bắt đầu sợ, bắt đầu kiếm chuyện rồi này đó. Mình nói sau này lấy ăn báo oán mấy gì nó khó lắm á. Mà cũng hơi ghét làm. Nó cũng y như phim I'm Not Alone á. Bởi vì phụ thường hay nói thằng Willy với con chó đó, mình giờ mình đi cứu một đám zombie vô mình ngu muội á, mà nó lại cứ đi cắn lại mình hoài á.
nó không có chịu để yên. Còn á, ví dụ ngược lại giống như bác Thưởng bữa nay xuống chức nhưng mà mai mất về sư phụ ha, tới nhà phải không, hè Thưởng sự ta cứu mạng mày ở là nhỏ tuổi sư phụ mạng lắm ở Nhật đó không, giờ mày ra ra mày lên mày dền cái mặt mày ra đấy, thì cái mình qua đây mình kêu máy mắt ôi đưa cái mặt lên hai cái mặt hai bên tao đứng giữa chụp hình rồi cái gì mà ra mày ứng cử không, bên đây ra ứng cử dân bầu thôi, dân mà bầu mày mày đậu lại chức chủ tịch nước lại, rất là president phải không, tao là chỉ là thăm lên là để mà mang gọi là hồn thiên sông núi với hội đồng chư Phật giúp nước Việt, còn về mặt đời là tất cả người phàm có tài ra thiên Việt dịch nghĩa là gì đó là hội anh tài do cha lập ra, cũng giống như thiên tâm chúng ta vẫn bên từ bi thiên Việt là cha là do hồn thiên sông núi với bề trên lập ra để hội anh tài. Chữ hội anh tài lâu nay thưa giải thích trong kinh nói là gì, hội hoàng kim thánh đức, tức là hội Long Hoa hết á, chữ thiên Việt dịch là hội Long Hoa đó. Còn thiên tâm là hội Long Văn đó. Thượng đế lập ra mà bạn, còn thằng nào mà chống lại với trà đi ngon là chống đi. Bộ hội năm năm nay những sự việc xảy ra, những gì thường nói chúng hết, họ chưa trắng mắt hết. Chỉ có những cái con khỉ mà nó ham ăn á, nó cứ ăn thì nó không biết đây là lực nó hợp cổ lúc nào á, à, lúc đó đừng có trách trời trách đất. Mục đích của Thiên Việt ra đời là để lập lại cái hội Long Hoa, để mà cho cái ác sau khi cái ác của thế giới nha ra đi, và nước Việt không mãi mãi sẽ không có bị Trung Cộng ăn hiếp nữa, mãi mãi luôn á. Sau khi thu về lập một cái hiến pháp, lập lại thành một cái liên bang Đông Nam Á, là một nước hùng cường nhờ mạnh, nó không thể nào hiếp mãi mãi luôn. Mình có ăn hiếp lại nó hay không á là do mình. Sau này mấy vị nói thù sẽ thu tổ rất là nhiều quốc gia thành nước Việt mình không có nhỏ như vậy. Đó là lý do lúc mà thời làm Minh Mạng á, cha kêu phải clean up cái khúc dưới ở bờ trên, nó giống như cầm cái cục gom về bôi 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 cái dĩ dĩa lại dưới này là thôi tốn khoảng chục năm để mà làm vua, để mà tiêu diệt Diêm Thành rồi. Bữa nay cha bôi bôi miên, bôi bôi Lào, bôi bôi Miến Điện, tại nó đang lông sổ mà, bôi bôi Mã Lai, Hà Lan đó, thằng nào bây giờ thân Tàu á, thằng đó sau này là thành tiểu bang của nước Việt, cầm cục gom với viết chì vậy bói bói thôi, dễ dễ trên trời ý gì. Bây giờ có phải là Campuchia đang là thân Trung Cộng không sư phụ? Nó đòi thằng nó mất nước lâu rồi, nước Việt của mình còn chút xíu là tại vì bắt trọng còn nghe được kênh của sư phụ nên bắt trọng mất tay với Biden năm ngoái, còn cái nước miền nó mất rồi, Lào mất rồi. Chẳng qua là thằng Trung Cộng nó chưa tuyên bố là sáp nhập trở thành một huyện của nó. Nước Việt mình ít nhiều á, mấy ông nội này còn nghe được tiếng Việt Nam á. Mấy vị nói luôn á, không có vô phụ á là bắt chậm sáp nhập lâu rồi đó. Từ lúc xưa lên nói Trung Cộng chưa năm sáp bảy á, nào bắt đầu mới ngồi suy nghĩ nữa, trộn này nó trúng quá ta. Ủa bây giờ nghe ha, tôi không có dựa được nghe cái xương sườn thứ nhất, vậy tôi còn Trung Cộng nó mạnh thế giới, đường tơ lụa đâu rồi rồi lưỡi bò nữa, lưỡi bò giờ là bị cắt lại, đường tơ lụa đâu, phải không, trời ơi chuyện gì chuyện không nói chúng hết trơn á. Rồi nước Tàu đang giàu mạnh như vậy mà bây giờ đói, mấy ông phải suy nghĩ chứ. Tôi còn đang nói nữa đó, những người nào mà không có hiểu được biết thiên cơ, tức là sư phụ nói là thiên cơ, người nào nắm được thiên cơ thì vận dụng thiên cơ để mà tạo cái thời thế tạo nục, có biết được thời thế, biết được cơ vận nó xoay chuyển vận hành
thì mình dùng cái đó để mình tạo vừa có tiền vừa có công đức mà vừa thửng thiêng, vừa cho gia đình của mình, cho bản thân mình, cho dòng họ mình, thì phải cõng kiệt này trên lưng mới đúng chứ không thể nào đạp kiệt này xuống bùn hoài. Nhưng mà có bao nhiêu người ấy, dù nghe thiên cơ thì tin mà thấy mặt kiệt thì thấy ghét, tại cái tụi cái tâm của nó không có còn một chút gì gọi là tôn kính bờ trời Phật. Mà thời mạt pháp quỷ lộng hành chẳng kể thần tiên, hữu ít nhiều cũng là Bồ Tát sống, thời nhất là như vậy, hồ chỉ là tiên thần tụi nó có kể, bán thần bán tiên nữa. Thấy sớm nói chuyện tiếp tiếp à. Bộ cho con xin hỏi là hiện bây giờ đó là tất cả các nước ở dần dần Việt Nam mình hiện nay đó họ quá khổ rồi, dân chúng tiêu điều, nhà cửa phố phường tiêu tan, thành ra hiện tại là một cái đống rác gọi là vĩ đại, mà ngày mà sư phụ đi về rồi đó mà những dẹp cái đống rác thôi là mất rất nhiều thời gian, tại sao sư phụ nghĩ chừng bao lâu chậm vậy? 3 năm. Mà cái đống rác 3 năm là tiền là dễ, tại vì mình có 100 triệu dân với một cái gia đình nhỏ xíu, mà trong khi nước mình là 6 triệu chất xám, cho nên 3 năm là không còn nghèo. Nhưng mà cái khổ cho phụ clip vừa nói đó là cái nạn vô nhân quá, bây giờ cho nó tiền lẻ nó không có chịu vô tu làm sao, cho nên mình phải làm từ từ. Tại sao sư phụ dám bảo đảm 3 năm là tự gì á, sau khi sư phụ tặng cái hãng của sư phụ á là nó có kết nối hết cái account, giờ sư phụ quen hết mấy CEO đây, cả Elon Musk hồi xưa bạn sư phụ mà tụi nó không biết nữa, thời nó nghèo nó thiếu sư phụ 600.000 á, bây giờ nó giàu nó quên á, dễ nó quên thì nó phải vô ào không. Rồi đồng thời mấy đảng viên mình hello cả ăn hối lộ à, thăng chức thăng sao hay là 42 tỷ của bà Vạn Thịnh Phát, ok giờ tôi thả bà ra, bà đóng thuế 35% cá nhân cho tôi không có cần biết cái gốc gác nữa, tức là mình phải làm một cái mới gọi là xóa bỏ hận thù. Còn mình chi cứu gốc gác hả, nội cái thời gian mình chi cứu 10 năm rồi cứ tối ngày ra tòa hoài, cả thế giới lên màn hình nước Việt Nam coi ra tòa hoài á, làm sao sư phụ có mặt mũi đi ngoại giao. Cho nên mình phải tính khôn, mình đã cut loss ở Mỹ, người khôn nhất là biết cut loss, cut 1.000 tỷ hút máu mà mẹ nước Việt được dẹp bên đi để mình đem 10.000 tỷ sao mới vô, thì có phải là những cái vốn mà sân trước sân sau nó thành lại là những cái ông bầu ngược lại tạo cái kinh tế nước Việt không? Họ có tài họ mới ăn hối lộ, chứ người không có tài dám ăn hối lộ. Tụi nó có đúng không? Trời ơi, con của trời xuống phải biết tính cho lâu dài cho hậu thế, chứ không có tính qua tính lại. Còn người sống không có quyền xử người sống, để cho họ giờ chót họ có thể quay đầu, rồi đồng thời để cho cha với Diêm Vương xử. Nhưng mà dầu sao trong đời của họ đã tính đến tột cùng đó rồi, lấy ân báo oán không có ai mà không biết quay đầu. Sư phụ dùng cái đó, ví dụ như Tô Lâm có ác kiểu nào, sư phụ giỏi lắm, bắt vô chùa Ba Vàng mà gõ mõ 3 tháng ổng cũng ngộ ra. Tại con người vì lòng tham mới quên đi cái bản lai của mình, chứ không có nhà tù chứ là nhiều quá, 4 triệu đang viên giờ con bắt nó tù nào nhốt hết, thấy vô lý không? Rất là vô lý. Nhưng mà cái quan trọng nữa là sư phụ là... để tôi trả lời hết, tại sao nó nghèo khổ là vì không có biết thượng đế là ai, không biết quay đầu. Muốn cho bớt khổ bớt đói hiện giờ là đeo dấu thiên tâm vô thì từ từ xung quanh sẽ xây chuyển. Càng nhiều người mà biết đạo á thì cái nước Việt càng được cứu sớm. Cái con người của mình á, mấy ông nội bệnh á, ban chính trị với ban tiên giáo hay là ban tiên truyền gì không biết, cứ nghĩ là mình giỏi, thật sự không có giỏi. Mình chỉ giỏi hơn những cái người không có mưu mô hơn mình thôi, chứ mình không có giỏi bằng những người tâm đại Bồ Tát, những trời với Phật đâu. Nhưng mà mấy ông chỉ là mấy con cóc mà để giếng trong mắt sư phụ á. Nếu mà ông giỏi sư phụ chứng minh cho sư phụ coi, mấy ông qua Mỹ ngoại giao có được gì không? Hiện bây giờ biết bao nhiêu mấy ông chính trị lớn của nước Việt đi qua Mỹ
tìm người này quen với quốc hội, quen với những mega của Mỹ để nói gần. Sao mà ông giỏi đi thẳng được đi? Tại vì người ta đã biết mấy ổng chỉ là một những cái người này mua quan mua chức, không có trình độ học vấn. Bây giờ con có trình độ học vấn, con nói chuyện với một người hiểu biết thì con mới hợp nói chuyện. Còn con nói chuyện với thằng dốt, nói hai ba câu hẹt nó nhổ phun phun hai bên rồi con có thích nói không? Vô nói chuyện di mạch chip mà không có biết di mạch là gì, không biết chip là gì hết trơn, chẳng qua là mua cái chip đó vậy đó. Rồi làm sao mà đem được Intel vậy? Mấy tụi nó đâu phải ăn hố lộ đâu, tao đâu cần phải nghe mày, mày không có hiểu gì hết. Làm sao tao tin tưởng mày giữ cái IP cho tao, đúng không? Bởi vì cứ qua mời qua 40 năm về chơi thuộc, 100 năm mời cũng không được. Rồi tại sao nước Việt 3 năm? Rồi tự vì nước Việt á, 6 triệu người này, người ta nhân tài nằm ẩn đầy hết. Mỗi một thằng nó sáng chế ra biết nhiều thứ. Chỉ có một cái là làm sao để cho nó đi về và tự do phát minh ra những cái gì mình suy nghĩ muốn được cái đó đó. Chỉ có một mình sư phụ đội cái nón này mà đi vô cảng phải trường Tân Thiên Nhất mà được quan hô thì 6 triệu người nó mới về được. Còn nếu mà ở bển mà không hiểu cái này là cái gì trong thời gian đầu á, phụ với nó thời gian đầu nha, tại trên nói mà cờ vàng cờ đỏ ai nở bố vàng đức thầy nó là để mới lấy lòng được. Và đồng thời á, tất cả binh chủng của vòng cá ô á, người ta mới có số quân á, thì Mỹ với NATO rồi á, thì Âu Châu á mới thừa nhận là tiền đổ vô cái rầm. Còn bây giờ mà con dùng cái lá cờ khác á, trụ nó lâu lắm. Rồi sau đó cái ok rồi tiền vô rồi, tụi mày rồi xong rồi tao cần mày lúc đầu rồi lúc sau này nè, mình họp lại hội viên hồng lại những cái người lớn tuổi, già ngồi trước, trẻ ngồi sau, 80 tuổi ngồi trước, 70 tuổi ngồi hàng kế, 60 tuổi ngồi hàng kế, 50 tuổi ngồi hàng kế, 40 tuổi ngồi đóng sao. Ok rồi chúng ta ngồi họp, bây giờ chọn cái lá cờ nào. Bây giờ mình chọn lá cờ nào quyết định vậy phải không? Ok, muốn chọn cờ đỏ sao vàng thì chọn trở lại, đúng không? Đâu ai cấm. Nhưng mà mình sư phụ chính giải thích cả ngàn lần á, không có hiểu. Mình chỉ cần lúc đầu, hiểu chưa? Trời ơi trời, Phật mà tính mà đâu người tính. Cái còn đó mà mình chấp rồi mình ngăn ngại sao rồi. Sư phụ có định là tương lai gần đây mở học viện ở đây không sư phụ? Làm lạc chấm đề hưu đang nói chuyện. Rồi họ muốn hết đói. Họ hôm nay là họ phải làm cơn gió thoảng. Tại vì theo luật mà của vũ trụ á, là trời lòng dân là lòng trời. Cha lập ra đảng thiên việt, lập ra đạo thiên tâm là cũng vì dân. Chứ trên trời đâu mắc mớ gì chuyện của thụ như này. Cái này là của nhân loại mà. Thụ xuống đây là chỉ là nói lên những cái sự thật, rồi nhiều dắt nước Việt thành mà đừng có bị diệt chủng hùng cường thôi. Thì lòng dân là lòng trời. Bây giờ lòng dân nó oán hận quá trời luôn. Không ai mà không oán hận. Hồi bữa hổm thụ tính làm cái logo, chữ T là màu vàng, chữ V là màu đỏ. Rồi xong cái đệ tử Hằng Nga sư phụ kêu nó giờ con bỏ là cái lá cờ đỏ sao vàng vô chữ bi nhỏ nhỏ đi, giống gì nè lúc đầu mình vậy ha. Cái này rồi cái sư phụ có 4-5 cái logo đây. Bữa hổm cái sư phụ mới trình lên cho Hồng Thiên Sông Núi là sư phụ hợp với cái gì nói á. Cái này là cái tâm của con từ bi, con muốn hòa hợp vào giới dân tộc lúc đầu để cho phần nửa đảng viên vô thiên việt, phần nửa là ở hải ngoại ô. Nhưng mà con nên nhớ cái màu đỏ đó, cái đảng viên kỳ cựu mà đã về hưu lâu năm người ta thù cái lá màu đỏ còn hơn là người hải ngoại gấp trăm lần. Tổ thu nghe thu rụng rời tại chân. Mình đâu có biết là đã từng là đảng viên mang cái lá cờ này chết sống với cái lá cờ đỏ sao vàng mà lại thù lá cờ đỏ sao vàng. Ở trên nói sư phụ mới biết, sư phụ đâu có biết. Tại sư phụ thấy mấy đứa nhỏ mà nó đá banh nó mặc áo cờ đỏ sao vàng, mình tưởng đâu là nó thích thì mình làm cái này để cho nó thích.
ai về đâu trên, nói không được. À, tuổi trẻ nó ham vui thôi chứ nó không có hiểu chuyện, nhưng mà sau này mọi chuyện rõ ràng á. Cho nên ở trên nó mới gì mới chọn cái này là nó chống đồng, là hòa đồng một thống nhất một dân tộc. Ở dưới mình có để là in God we trust, tức là mình tin tưởng thượng đế. Cái tiền nào có tin tưởng thượng đế là tiền đó sẽ giàu, giống như tiền Mỹ, tiền đô á. Còn tiền Bắc Hồ ở đâu có chữ in God we trust đâu, cho nên nghèo là đúng. Tôi đang giải thích chữ nghèo, đúng không? Rồi cái nước Việt sau này sẽ thống lãnh thế giới, tại vì sau này thế giới có đại hồng thủy, nước Việt sẽ mạnh lên. Con có cái tay quay đi. Ở bên này thiếu nhiều phóng viên chiến trường quá. Mà chứ bộ giàu cho có 9 người thương, một khùng nó ghét, chứ cũng phải cẩn thận thôi, lúc nào cũng phải vậy. Giống như một tiền kiếp sư phụ thì họ biết thụ là người hiền, rồi cái vua thời đó ganh tị sợ sư phụ lấy được lòng người á, rồi cũng hại sư phụ thời đó khác. Thời nay á là cũng tương tự giống vậy, đúng không? Gần gần giống vậy, khác hơn chút là gì? Thời vàng kim á, của nhân loại là 3000 năm sau, mà nếu mà xúc phạm với con bữa cha, chẳng lẽ nước Việt sẽ diệt chủng luôn không? Họ có suy nghĩ không? Có nghĩa là hồi xưa đã làm lỗi rồi, đã mắc một cái lỗi lầm lớn, đóng đinh Chúa rồi. Không, hôm nay sư phụ trở lại để mà giúp nhân loại thì họ đã hiểu, thì từ đó ở trên mới ban cái ân là 3000 năm. Nhưng mà thật sự tất cả chuyện đúng chuyện sai, chuyện thưởng lên chuyện thưởng xuống, chuyện bất trọng chết bất trọng sống cũng đều là ở trên tính hết. Con người mình không có thể nào hơn được, thì từ đó sư phụ sẽ là vua nước Việt thiệt. Ai tin thì hôm nay thì có phước. Bữa hôm mấy gì kêu á, trước sau con cũng nói, thời đến giờ chót rồi còn có vài tháng nữa con không nói, rồi làm sao họ biết? Không phải là ngã mạng, chứ những năm đầu đâu dám nói, cứ nói cho họ biết rõ luôn. Tôi là Minh Dương, tôi là Vua Kiệt gì hết, cứ nói cho họ biết, nói thẳng luôn vậy. Vậy mà cũng số người cũng tin. Thì số người không tin, không tin thì trời xem, phải không? Nhưng mà đừng có làm mất cái duyên đời này, là đừng có khẩu nghiệp. Rồi cái những người mà khôn á, người ta ngồi người ta nghiên cứu lại, thằng này nó nói làm gì mà lỡ như nó trúng thiệt thì sao ta, lỡ như tôi xúc phạm nó, chửi nó rồi tôi bị gì ta. Mà lỡ như tôi tin nó thì tôi được một đống, tôi được. Không, nếu mà người có chắc ẩn với quốc gia thì nó đừng nóng. Cho nên nào có lợi suy nghĩ đi. Và đồng thời tôi phải nghe lời Chúa dạy, có tin có lành. Có ai mà sùng một cái đạo, có ai thấy được Phật Đức Cha đâu. Bất cứ tôn giáo, bất cứ một cái gì hết, ta phải có lòng tin thì người ta mới làm được. Thì còn cái này mình nói rõ ra luôn vậy đó. Rồi đi bên đây chút, chút trở lại nói chuyện tiếp. Dạ.